Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Hồng đang ở hẻm 827 đường Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, gần ngay chỗ chợ Bình Trị Đông, gần chợ Bình Trị Đông cũ nha cô chú anh chị. Hẻm này là hẻm ô tô thông từ đường Tỉnh lộ 10, thông qua khu dân cư tên lửa và hẻm này là thông song song phía sau lưng của cái đường tên lửa mới đang mở cô chú anh chị. Đó thì từ đây ra tới mặt tiền đường tỉnh lộ 10 thì chỉ khoảng 30 m 40 m thôi. Và cái hướng ngược lại nè cô chú chị, hướng này là qua khu dân cư tên lửa rồi ha, qua khu dân cư tên lửa. Đó, thì những cái công trình đang xây dựng đó là nối cái mặt tiền nó ra mặt tiền đường từ khu tên lửa, đường tên lửa nối dài á. Nối dài vô đường tên lửa nối dài là nối từ đường Kinh Dương Dương chạy ngang qua vô Meo Bình Tân và chạy thẳng về phía chạy ngang qua đường Bình Trị Đông và đường đất mới ha. Và đường Bình Trị Đông cũng là đường đất mới luôn. Căn nhà hôm nay Vũ Hồng giới thiệu đến quý cô chú anh chị bạn là căn nhà nằm ở hẻm gì? Hẻm gì? Cái hẻm này là hẻm song song với đường Tên Lửa đang mở ha. Và cái hẻm mình là hẻm vuông góc nè. Căn nhà thì chỉ cách mặt tiền đường hẻm này chỉ khoảng chừng uh, chưa đầy 20 m. Đó căn nhà nằm phía bên trong đó đó cô chú anh chị. Căn nhà của mình giới thiệu đến uh, cô chú anh chị bạn là căn nhà địa chỉ số 827 mười 10 uh, 12 sẹt 5, đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, B quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Quận, phường Bình Trị Đông B là phường nhận một trong những cái phường có giá trị nhất nhì của quận Bình Tân ha cô chú anh chị khu dân cư tên lửa là thuộc phường Bình Trị Đông B luôn nha từ đây mình có thể di chuyển về đường ngã tư gây ra đường bà hôm về dòng xe phú lâm và về trung tâm thì mất khoảng chừng 10 phút thôi cô chú anh chị ha bây giờ chú hồng sẽ đi vào bên trong nhà này để giới thiệu cho cô chú anh chị về một căn nhà nhà này nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu luôn nha mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên hẻm phía trước nhà mình là hẻm bốn m rưỡi tới 5 m ha À, nhà mình là không có quy, quy hoạch lộ giới hẻm giới gì hết nha mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nhà mình có tiềm năng tăng giá rất là cao kích thước nhà mình ngang là ngang là 3 m và chiều dài là 10 m nhà được công nhận đủ diện tích luôn nha không có bị uh, quy hoạch chặt hẻm giới lộ giới gì hết và căn nhà này nè cô chú anh chị đây đây căn nhà này nè ha công nhận đủ 30 m luôn nha công nhận đủ 30 m luôn ha ngang ba và, và dài 10 m đó à, nhà cực kỳ ok luôn ha à, hẻm này Hẻm này là bên trong là còn bên đây là bốn căn nhà, bên đây là ba căn nhà ha, là hết. Đụng vô cái bức tường của ngôi nhà kia là cái kho lớn nha. Cô chú anh chị bạn nào đang có nhu cầu tìm mua một căn nhà phân khúc dưới 3 tỷ, diện tích đất được 30 mét vuông, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu thì đừng bỏ qua cơ hội để tìm hiểu căn nhà này ha. Xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 827 sạc 12 sạc 5, đường tỉnh lộ 10 nha cô chú anh chị. Nếu mình có người thân, có bạn bè đang có nhu cầu tìm mua nhà phân khúc dưới 3 tỷ thì đừng ngừng ngại giới thiệu họ căn nhà này ha Để họ mua được nha cô chú anh chị Nhà là, nhìn nhắc lại là nhà mình là nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu Hẻm đã mở đã đủ rồi Và không bị hẻm giới, lộ giới gì hết Xây dựng mới thì được xây dựng hết đất luôn nha Và hiện tại nhà thì có giấy chủ quyền hồng Có hoàn công đầy đủ luôn ha Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha à, Nhà trống xem nhà lúc nào cũng được nha cô chú anh chị rồi mời cô chú chị bạn vào trong để mình xem cái nhà này ha. Mặt tiền hẻm chính thông từ đường Hương từ từ đường, đường, đường tỉnh lộ 10 sang khu dân cư tên lửa chỉ khoảng 20 m thôi, 15 đến 20 m và cách mặt tiền đường tỉnh lộ 10 là 30m, nhà nằm gần góc chợ, góc đường Bình trị Đông, đường Tên lửa nối dài với đường tỉnh lộ 10. đang đường Tên lửa nối dài để đang nối liền giữa thi công, nối liền giữa phường Bình trị Đông với phường Bình trị Đông B qua khu dân cư Tên lửa và nói về Yonmeo Bình Tân luôn ha. Căn này chủ đang kêu bán với giá dưới 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 giá dưới 3 tỷ nha cô chú anh chị nếu cô chú anh chị bạn có nhu cầu mà muốn mua 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 thêm cái căn bên cạnh hai căn liền nhau chủ có hai căn liền nhau thì mình mua luôn ha thì chủ nhà cũng bán luôn nha thì muốn mua một căn hai căn gì cũng được rồi mình vô trong nhà để mình xem nhà nha ngoài là lớp cửa sắt bảo vệ bốn cánh bên trong là cửa sắt với kính ha tường nhà thì cũng được chủ dán cao lên một đoạn ở đây nếu mình về mình để về mình sơn sửa mình ở cũng được và nếu mình nâng sàn lên nâng cái nền lên tại cái hẻm này mới vừa nâng nên nhà mình hiện tại thì cũng đang thấp hơn cái mặt hẻm là khoảng 8 phần nghĩa là 8 không ta không chấm tám tấc nghĩa là một đoạn ngắn này ha thì mình nâng lên cho nó bằng lên luôn thì ok mình nâng lên thì nó sẽ bằng xin nhắc lại là nhà mình là ngang ba và dài là 10 mét như cô chú anh chị và nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu không bị quy hoạch giải tỏa hẻm giới lộ giới gì hết mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha và chủ nhà đang kêu bán mức giá dưới 3 tỷ nha dưới 3 tỷ ha cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với vũ hồng qua kênh youtube nhà đất sài thành số điện thoại vũ hồng 0933 79 79 79 căn nhà này nằm cái vị trí rất ok luôn nha tiềm năng tăng giá là có ha mình mua nhà mà có những cái yếu tố ví dụ như đường thông qua là nhà mình sẽ được tăng giá nha đường tên lửa nói dài đang làm thông qua thì nhà mình sẽ được tăng giá cô chú anh chị cô chú anh chị bạn mua căn này là mình sẽ được lời về mấy cái này mình sơn lại là hết nha nhà tại vì đây là nhà chính chủ nên là mình nhà chính chủ nên là nó có cũ nhưng mà về mình sơn sửa thì nó sẽ sạch sàng dễ hơn ha một căn nhà chiều dài đủ 10 mét luôn nha cô chú chị nè từ đây vô đó nè đó, nhà đủ 10 mét luôn nha mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha rồi vũ hồng mời cô chú chị bạn lên trên trên lầu ở đây thì hiện tại thì cầu thang là cầu thang sắt nhưng nếu cô chú anh chị bạn muốn mà đúc cầu thang thì ở đây mình đúc vẫn được nhà mình sàn đúc bê tông cốt thép ha cô chú anh chị bạn để ý nè không có vực trần thạch cao nha cô chú anh chị tủ bếp trên thì có sẵn ở dưới thì nó mấy tấm kính này nó bị ruột về mình mình lắp kính lại hoặc là lắp nhôm lại là ok ha ở đây mình để mới giặt giặt đồ bây giờ chú hồng sẽ review lên trên lầu cho cô chú anh chị bạn xem ha cô chú anh chị bạn đang theo dõi chú hồng review căn nhà ở hẻm 827 sạc 12 sạc 5 đường tỉnh lộ 10 phường Bình Trị Đông quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh nằm phía sau Lên của đường tên lửa mới mở nối dài sang chợ Bình Trị Đông chợ Bình Trị Đông cũ nha cô chú anh chị đó cái lớp đúc dày nè ha cô chú chị bạn nhìn nè ha cái lớp đúc nó dày nè sàn phía trước thì ốp gỗ ha ốp gỗ đó. do nhà mình là đủ chiều dài 10 mét đủ nên căn nhà rất là dài ha cô chú anh chị bạn nhìn nè cửa này xài bằng cửa sắt nha còn đây là phòng ở phía sau đó đây là phòng phía sau nè ở trên đây là chủ nhà có làm cái kho nè trên đây có làm cái kho để mình để đồ ha phòng phía sau đây ha phòng phía sau thì cũng được dán tường cao lên 3 viên gạch rồi nha trần nhà còn rất là cao ha rồi bây giờ vũ hồng sẽ review ra phía ngoài cho cô chú chị bạn xem nha nếu mình có nhu cầu đi xem thì cứ alo cho Vũ Hồng qua số 0933 79 79 79 Xem nhà bất cứ lúc nào cũng được nha cô chú anh chị Và một căn nhà ngang 3m dài 10m Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên Cô chú gì bạn kết nối zalo với Vũ Hồng qua số điện thoại 0963 10 10 10 Vũ Hồng sẽ gửi sổ cho cô chú anh chị bạn xem trước khi đi xem nhà nha Sổ thì đảm bảo là ok Hẻm trước nhà là hẻm hơn 4 m rưỡi ô tô vô tới nhà luôn nha cô chú anh chị nằm phía sau lưng của mặt tiền đường tên lửa nói dài qua chợ bình trị đông đây cái bên trong phía trước nhà mình khoảng một mét ha cái chỗ này là chủ nhà lắp cái vị trí chủ nhà có lúc trước là có lắp cái máy giặt ở đây nè Nó dội nước đây ha ở đây thì chủ có làm cái xong mi nóc nè có lấn ra ngoài chút xíu nè ha làm mi nóc đây mình có thể để, để những cái chậu hoa đồ ha ok đẹp là thùng xốp mình trồng hành đồ ở đây thì có cái cái ở cái cửa này làm song sắt thì dĩ nhiên là phải là chừa cái chỗ thoát hiểm nè đó chừa cái chỗ thoát hiểm này mình khóa lại ha khi mà cần thiết thì mình mở cái cửa đó này ra nha cô chú anh chị à, hẻm vô trong đây thì chỉ còn có một hai ba bốn căn nhà nữa là hết rồi ba căn nhà nữa là hết rồi bốn căn còn đi ra ngoài thì cách có hai căn viên căn mặt tiền hẻm chính thôi là tới hẻm này là ô tô vô tới nơi luôn nha đó, mình rẽ trái 30 mươi là tới ngay chỗ đường tỉnh lầu 10 tới ngay chỗ đường tỉnh lầu 10 mà quẹ phải cái là mình ra ngay chỗ chợ bình trị đông cũ luôn cái đường tên lửa đó cô chú chị bạn thấy cái dãy nhà phía trước đó đó, đó cái dãy đó là mặt tiền đường tên lửa mới vừa đang đàm là qua đó thì cô chú chị bạn nhìn bên đó đó thấy chưa đó sau lưng mình là dãy sau lưng mặt tiền đường luôn nha nhà thì rất chắc chắn rất là chắc chắn luôn ha nhà đủ uh, 10 mét luôn nha cô chú anh chị ở trên đây uh, chủ nhà có làm cái kho để mình chứa đồ nha nhà chiều dài đủ 10 mét nên cô chú chị bạn nhìn cái nhà cực kỳ ok luôn khu bán sổ hồng ký công chứng sang tên là rẹt rẹt luôn à. nếu mà mình có nhu cầu mua thêm căn kế bên thì chủ bán luôn hai căn ha giá cả thì uh, gặp chủ nhà để làm việc trực tiếp nha cô chú anh chị cô chú anh chị bạn vừa theo dõi chú hồng review xong cái căn nhà ở uh, Địa chỉ 827, 827 xẹt 12, xẹt 5, đường à, tỉnh lộ 10, căn phía sau lưng của đường tên lửa mới, nối liền qua khu Aeon uh, Mall Bình Tân giới, chợ Bình Trị Đông. Căn nhà này thì có cái thước ngủ luôn nha, ngang, ngang 3 m và chiều dài 10 m, nhà hướng chính hướng bắc. Nhà diện tích đất trong nhẫn ngủ 30 m. Nhà vuông vắn, không có bị tốp hậu, hẻm trước nhà là hẻm ô tô. Hẻm uh, chất mặt tiền hẻm thông uh, từ đường tỉnh lộ 10 qua khu dân cư tên lửa chỉ có khoảng hai hai mươi mét thôi cái nhà mình thì rất là chắc chắn mình có thể về mình sơn sửa là mình ở cũng có thể là mình cho thuê căn nhà này cực kỳ giá cực kỳ tốt luôn ha dưới 3 tỷ cô chú chị bạn nào quan tâm thì cứ nói zalo với đúng hồng qua số 0963 10 10 10 chú hồng gửi sổ trước cho cô chú chị bạn xem để thấy căn nhà này nó không bị quy hoạch hẻm giới nội giới gì hết và chủ nhà đang chưa bán với giá cực tốt dưới 3 tỷ nếu mà chủ nhà sẽ nếu mà nếu mà không bán chưa bán được á thì sau hai ba tuần gì đó chủ nhà sẽ sửa lại thì sẽ cho cái giá khác ha rồi cô chú chị bạn vừa theo dõi xong căn nhà nếu có bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà ở phân khúc dưới 3 tỷ nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu cô chú anh chị bạn yên tâm mà giới thiệu người thân của mình ha nhà có giấy thu quyền hồng hoàn công đầy đủ luôn nha hướng nhà hướng bắc hẻm tha, hẻm lớn cách mặt tiền đường cũng lớn là tiềm năng tăng giá vì đường tên lửa nói dài qua đường Bình Diên Đông đang làm. Cô chú anh chị bạn hãy chia sẻ video này cho người thân của mình ha để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà cho cô chú anh chị. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị bạn rất nhiều. Sau khi xem hết nhớ bấm like ủng hộ chú hồng ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video review nhà lần sau.